Hai, xin chào tất cả mọi người nha. Nay hai bác cháu đi cắm câu á mọi người. Cắm câu này. Đây là mấy cái câu cắm của mình này. Đây là mồi trùng này mọi người. Chỗ này rất là rộng luôn này. Bây giờ là cũng 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều nha mọi người. Bên kia cũng có mấy người đang câu cá này. Bên kia là cái đập thủy điện. Rồi bây giờ đi cắm câu trước rồi mới câu cá sau. Đây cái trục này. Đó. Giờ cháu mình sẽ mắc mồi rồi đi cắm nha. Đây, đây là 36 cân câu thường. Còn mấy cái lưới này là cần câu xịn mọi người. Tất cả là cũng khá nhiều cần cắm luôn đó mọi người. Cắm rồi phải không? Mồi trùng chất lượng luôn này. Đây, hôm nay cắm được một lưới nha mọi người. Lưới thứ hai bên kia. Giờ trời cũng hơi tối. Thôi cắm xong rồi bắt đầu mới khi nào đi thăm á, hai sẽ quay cho mọi người xem nha. Giờ bác cháu mình tiếp tục đi thăm câu nha mọi người. Ôi đèn thủy điện sáng quá trời luôn. Đây có một cần này. Có không đấy? Ui, hình như là được em này. Ui, cái gì đây? À, trời ơi, cá rìu hồng. Cá rìu hồng này. Rồi, được con cá rìu hồng. Tưởng cá gì? Tưởng em rìu hồng này. Có không đây? Như là sống không có không? Rồi hết mồi luôn. Đây này. Được. Rồi hình như không có dính luôn. Hết luôn. Để nó lôi đi một cân nữa hả? Ừ, để lôi đi cân này. Ôi, chắc cá to nhỉ. Cá to mới lôi được chứ. Giờ này đất không mà. Chứ đâu có đá như kia đâu. Cắm gì cắm, rút kinh nghiệm cắm thật sâu vào luôn. Con này là chắc con cá to á. Nó lôi được cái cần mình cắm vậy đi là chắc phải là to lắm á. Mềm hả? Đó rồi đó. Trước mà mình thấy cái câu này để đây luôn đi. Lát còn lên trên đường này không ta? Đường này hơi khó đi nha mọi người. Hy vọng là có. Ui, có vẻ hình như là kéo rồi hả?
điều hưu vậy. Khi nào hết mùi không? Ôi tưởng con cá to chứ. Có cá lớn thì nó cũng phải dùng lấy cái cần chứ. Bên đây ấy à, sắp bung ra lên à, cho tắm vô. Ôi trời. Ôi bị quấn luôn kìa. Ôi trời ơi. Ta mấy con nhỏ. Cá nhỏ nó lôi á. Ừ, cá nhỏ lôi. Ô, hình như cũng bên này dính con sao đó. Có vẻ là dính cá sao này, y hệt này. Vâng đó. Bây giờ hai với cháu mỗi người đi thăm một chỗ nha mọi người. Gần này không có này. Ai đây được con bá này bác ơi. Đâu đâu? Đây nè. Trời. Đây. Cá gì đây? Ui. Cái gì đây? Không biết còn cá lăng gì đấy, không biết nữa. Trời to dữ vậy. Chưa thấy. Coi coi. Ui, ui cá này cá gì đây trời. Nhìn kiểu kiểu cá lăng nhưng mà cũng không biết là cá lăng gì thôi. Còn đi câu biết cá lăng nhiều nhưng mà cái loại này thì chưa thấy. Ủa cá gì đây ta? Dòng cá lăng chắc luôn, thì nhìn nó ra nó biết luôn đó. Ừ, cái này là cá lăng mà như sao nó lạ ta. À, con đi cắm đây. Cắm hả? Ừ. Đây, đi cắm đi. Ôi trời. Ôi bị quấn luôn kìa. Ôi trời ơi. Ta mấy con nhỏ. Cá nhỏ nó lôi á. Ừ, cá nhỏ lôi. Ôi hình như bên này dính con sao đó. Có vẻ là dính cá sao này, y hệt này. Vâng đó. Nãy giờ mấy hai bác cháu đi thăm tăng hai rồi. Chưa thấy có luôn mọi người. Mới được có con cá lăng với con cá rêu hồng. Giờ nhóm đống lửa đây nè mọi người. Nước bên đập thì kêu to quá trời luôn. Giờ trăng cũng lên cao luôn. Giờ được con cá to mà không nỡ lòng nào nướng mọi người. Với con cá rêu hồng. Mai suối nhỏ cắm không? Suối nhỏ hả? Đi. Đi suối nhỏ đi. Suối to cắm không có em đấy. Được con to là mừng rồi. Có cá mồi thì cắm mai ra còn được mấy con cá lớn. Được liên tục luôn á. Có cá mồi cắm có khi được lên. Ây dồi trời. Cá nhảy, cá nhảy.
mới bắt cháu nướng cá cá ăn nè mọi người, cá riêu hồng nha. Mới nướng mà nghe cái mùi thơm rồi. Cá riêu hồng nướng cái này cũng ngon này. Nướng cái này gió hiu hiu thổi mà ngồi đây nướng cá còn gì bằng nữa. 12 giờ đó. Cá sắp chín rồi. Kiếm tiền mua gạo nha. Nướng con cá riêu hồng cho mọi người. Rồi. Cá sắp chín rồi. Thơm. Ôi, cá thơm phức luôn. Sắp chín rồi mọi người, thơm phức luôn này. Đấy. Cá sắp chín rồi nhỉ. Rồi chín rồi này. Đấy, cá này. Ăn đi. Ăn đi, ăn miếng đi. Gà lên. Này chín rồi hả? Thơm phức luôn. Bác ăn đi. Vàng lắm. Giờ con lười rồi. Lười đến vậy lắm. Lười ăn phải không? Bác ăn đi. Quốc luôn. Đây cá chín rồi, 20 tất cả mọi người ăn cá nha. Thơm quá mọi người. Ngon quá. Béo à. Quá ngon. Ngon quá. Ôi, ngon quá.
video của hai á, cũng xin dừng tại đây nha mọi người, tại vì bây giờ cũng khuya, hai không quay nữa nha. Hai xin chào tất cả mọi người nha.